mở đầu bản tin á châu hôm nay là một tin đến từ bắc kinh hoa lục cho hay ngoại trưởng trung cộng đã bác bỏ một phút trình mới của hoa kỳ chỉ trích các vụ vi phạm nhân quyền tại hoa lục. Phúc trình của Hoa Kỳ nói rằng tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Cộng đang thách thức trực tiếp tới lợi ích của nước Mỹ và mối ban giao giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục. Phúc trình được tung ra chỉ hai tuần lễ sau ngày Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đến thăm Washington nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang lo lắng về các vụ vi phạm nhân quyền tại Trung Cộng có thể gây trở ngại trong mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Dưới thời Tập Cận Bình hiện nay, Trung Cộng đang tiến hành hàng loạt chiến dịch được giới dân chủ gọi là cuộc đàn áp nhân quyền tồi tệ nhất trong vòng hai thập niên. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Hoa Lục, một tổ chức phi chính phủ liên kết giữa người Trung Quốc và cộng đồng quốc tế gần 1.000 nhà dân chủ đã bị bắt hồi năm ngoái, tăng gấp đôi một năm trước đó. Trung Cộng đã lập luận rằng sẽ bất công nếu như chỉ trích các vụ vi phạm nhân quyền của họ và cho rằng các chính phủ nên xem xét tình trạng xảy ra tại nước mình trước khi lên tiếng tố cáo Hoa Lục.